Theo phản ánh của rất nhiều phụ huynh và học sinh lớp 9 ở Hà Nội, học sinh đã bị giáo viên ép không thi vào lớp 10 công lập, đặc biệt là đối với những học sinh lớp 9 có kết quả học tập chưa cao. Thực trạng này đã khiến Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phải yêu cầu xác minh và xử lý nghiêm nếu có tình trạng trên. Đồng thời, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chỉ đạo văn bản tới tất cả các trường trung học cơ sở chấm dứt ngay việc vận động tuyên truyền học sinh không đăng ký tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024 và các năm tiếp theo. Đây là trích ghi âm trao đổi trong cuộc họp giữa giáo viên chủ nhiệm lớp 9A4, trường trung học cơ sở Kim Giang Thanh Xuân, Hà Nội, với nhóm phụ huynh học sinh được giáo viên tư vấn khuyên con không nên thi vào lớp 10 công lập. Đe dọa người ta như thế, có nghĩa rằng là gì? Không nghe theo lời chị, con người ta sẽ đúp. Những cái người ngồi đây, người ta hiểu con người ta đang cần cái gì. Nó vẫn đang cố gắng, nó chưa hết thời gian của chúng nó nhé. Bây giờ em về em bảo con em là thôi con ạ, con đừng thi nữa. Để mẹ xin cho con đỗ, có nghĩa là xin với ban giám hiệu nhà trường để con được tốt nghiệp. Con học lại lớp 9 chẳng hạn, em nói thật với chị, các con nó sẽ rất là nhục hơn là khi để cho nó thi. Là kể cả bạn bè hay gia đình có hỏi tại sao con không đỗ, lực học nó chỉ có vậy thôi. Thì con phải chấp nhận con thi như thế, con không được. Đấy là còn bố mẹ nào cũng sẽ có hướng một cái hướng cho con đi nhất định, đó là không được công lập thì con sẽ phải đi tư thục. Tối hôm qua khi nghe mẹ nói rằng là thôi con ăn xong đi, mẹ nói chuyện với con để cho con ăn một bữa con ngon lành xong. Con chưa ăn xong con bảo mẹ ơi mẹ nói chuyện đi, con không ăn được nữa. Còn đây là nội dung thư phản ánh của nhóm phụ huynh gửi tới các cơ quan báo chí truyền thông với mong muốn báo chí lên tiếng bảo vệ quyền được đi thi của con. Đại diện nhóm phụ huynh cho biết việc làm đó của cô giáo không phải là tư vấn, thực chất là ép các em phải từ bỏ ước mơ thi vào trường trung học phổ thông công lập. Cô giáo còn định hướng các học sinh này nên vào học tại một trường trung cấp vì học lực chưa tốt. Vấn đề nếu nó dừng lại ở sự tư vấn thì không sao. Nhưng đây nó gần như một hình thức ép, thậm chí có đe dọa trong đấy. Các em đấy nên phải vào những cái trường, nó gọi là cái trường là trung cấp nào đấy. Mà cái khoảng thời gian đầu tiên trước khi họp phụ huynh thì đã có một đồng chí ở cái trường trung cấp đấy đến và làm những cái động thái nó giống như là marketing, giống như là ném tờ rơi, giống như thế nọ thế kia. Tiếp đến thì là mới diễn ra cuộc họp phụ huynh. Khi thấy các phụ huynh vẫn kiên quyết bảo vệ quyền được dự thi của con, giáo viên chủ nhiệm lớp nói tới đây sẽ tiến hành nhập điểm vào sổ và sẽ không nâng đỡ. Phụ huynh hiểu rằng nếu cứ cho các con thi thì các con thậm chí sẽ bị đúp lớp 9, không đủ điều kiện tốt nghiệp trung học cơ sở và như thế sẽ không vào được trường nào, kể cả trường trung học phổ thông tư thục hay trường trung cấp xét tuyển bằng học bạ. Trước sự việc, trao đổi với phóng viên, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Kim Giang khẳng định nhà trường không chỉ đạo việc các thầy cô ép học sinh, cha mẹ học sinh không được đi thi. Và có thể cách nói của giáo viên chủ nhiệm khiến phụ huynh hiểu sai vì không phải ai cũng đủ tinh tế, khéo léo khi tư vấn. Yêu cầu học sinh hoặc cha mẹ học sinh là không được đi thi là cái quan điểm đấy là nhà trường hoàn toàn là không đồng tình, không ủng hộ và không chỉ đạo cái việc đó. Thì nhà trường chỉ đạo cái gì? Nhà trường chỉ đạo các thầy cô là bây giờ là cha mẹ học sinh và các con cũng học đến nay là chuẩn bị tốt nghiệp rồi thì cha mẹ học sinh cũng rất là sốt ruột cũng như là các con cũng mong muốn là để đăng ký vào đúng cái nguyện vọng của mình. Thế thì nhiệm vụ của các cô là để có nhiệm vụ tư vấn. Tư vấn ở đây thì không phải là chỉ có tư vấn một đối tượng nào mà các thầy cô giáo có nhiệm vụ tư vấn cho tất cả các đối tượng học sinh. Các con cần đăng ký nguyện vọng là phù hợp với cả cái lực học của mình. Vị hiệu trưởng này cũng khẳng định nhà trường không chịu áp lực về phân luồng sau trung học cơ sở hay tiêu chí thi đua dựa vào kết quả thi lớp 10 và chỉ coi đây là một trong những hoạt động chuyên môn của nhà trường. Đối với giáo viên nào làm không đúng thì sẽ có biện pháp xử lý tùy theo mức độ vi phạm, đồng thời sẽ chấn chỉnh, bồi dưỡng kỹ năng tư vấn để không tái diễn tình trạng này. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho rằng ranh giới giữa việc tư vấn định hướng với việc có dấu hiệu ép buộc học sinh không tham gia kỳ thi vào lớp 10 công lập trên thực tế rất mong manh. Do đó nếu giáo viên ứng xử không khéo léo có thể khiến phụ huynh học sinh hiểu nhầm, dẫn đến sự việc đáng tiếc. Tuy nhiên, câu chuyện ép học sinh, thậm chí dọa nạt yêu cầu học sinh không thi vào lớp 10 công lập ở Hà Nội không phải mới xảy ra. Liên quan đến tình hình giao thông trong những giờ làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vào 30 tháng 4, như dự đoán lượng người dân di chuyển rời khỏi thủ đô Hà Nội để về quê sẽ tăng đột biến. Vậy thực tế tình hình giao thông tại các khu vực cửa ngõ đang diễn ra như thế nào? Ngay bây giờ chúng tôi sẽ kết nối với phóng viên Thành Đạt đang có mặt tại cửa ngõ phía nam của thành phố để có những thông tin chi tiết. Xin chào Trường Quay, xin kính chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, hiện tại thì tôi đang có mặt tại khu vực cửa ngõ phía nam của thành phố, khu vực Pháp Vân Cầu Rẽ. Vào cuối giờ chiều thì lượng phương tiện đổ về đây rất đông và tăng đột biến. Tuy nhiên thì lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt ở đây từ rất sớm để phân luồng cũng như là hướng dẫn các phương tiện di chuyển sao cho thật thuận tiện và an toàn. Bên cạnh đó thì lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp cùng với các đơn vị liên quan mở thêm 3 làn đường hướng về các đường nhánh để tránh xảy ra tình trạng ùn tắc. Theo ghi nhận của chúng tôi thì tại khu vực nút giao đường Giải phóng Ngọc Hội, khu vực gần bến xe nước ngầm, giao thông trong chiều nay thì có tăng về lưu lượng. Tuy nhiên thì theo đội cảnh sát giao thông số 14 thì mức tăng không quá cao, lưu lượng phương tiện chỉ tăng hơn so với ngày thường một chút thôi ạ. Và để đảm bảo không có tình huống xấu về giao thông xảy ra thì tại khu vực cửa ngõ ra khỏi trung tâm thành phố thì đội cảnh sát giao thông số 14 và lực lượng thanh tra giao thông cũng đã tổ chức tăng cường lực lượng ứng trực và điều tiết giao thông. Theo tính toán thì lượng phương tiện rời thủ đô Hà Nội có thể là sẽ kéo dài cho đến đêm muộn, nên là cho dù tình hình giao thông ở khu vực cửa ngõ phía Nam có ghi nhận là không ùn tắc, tuy nhiên thì lực lượng cảnh sát giao thông cùng với cơ quan chức năng vẫn tăng cường lực lượng và có các phương án phân luồng cho đến 22 giờ tối nay. Xin trở lại Trường Quay. Vâng, cảm ơn anh Thành Đạt. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, nhu cầu đi lại của người dân thành phố này qua các bến xe cũng tăng mạnh. Từ buổi trưa nay, tại nhiều cửa ngõ thành phố Hồ Chí Minh thì nhiều gia đình đã bắt đầu di chuyển bằng xe máy để về quê. Ghi nhận của nhóm phóng viên chúng tôi tại cửa ngõ phía Tây của thành phố Hồ Chí Minh. Bến xe miền Tây là một trong những địa điểm mà người dân thường lựa chọn mỗi khi nhân dịp Tết và lễ. Và theo ghi nhận của chúng tôi thì ngay từ chiều hôm nay thì lượng khách qua bến này rất là đông. Theo bến xe miền Tây thì cao điểm trong 2 ngày 28 và 29 tháng 4 thì lượng khách qua bến đạt con số rất là lớn. Theo như ngày hôm nay, ngày 28 tháng 4 thì lượng khách qua bến này là đạt khoảng 55.000 hành khách và lượt xe rời bến là 700 xe. Và tăng 70% so với cùng kỳ năm ngoái. Để chuẩn bị cho cái lượng khách tăng như vậy đó thì hiện nay bến xe miền Tây là phối hợp với các cái doanh nghiệp vận tải để chuẩn bị phương tiện. Trong đó là chuẩn bị xe trên tuyến và xe nhàn rỗi để mà huy động tăng cường giải tỏa khách khi cái xe trên tuyến là hết. Tuy nhiên thì qua thống kê đó thì hiện nay xe trên tuyến đang đăng ký hoạt động tại bến xe miền Tây là khoảng 2.200 xe, mà lượng xe dự báo mình khoảng 1.800, 1.700 thì nói chung là bến xe miền Tây có đủ xe để phục vụ hành khách trong cái dịp lễ này. Ngoài thường một chạy thì 10 đầu xe. Nhưng mà chạy về bình thường hay chạy về thì mình cũng nghỉ. Bây giờ ngày lễ thì mình chạy mình quay lên trực tiếp để đón cô bác về. Theo ngành giao thông thành phố Hồ Chí Minh, lượng khách qua 3 bến xe lớn nhất thành phố hiện giờ là bến xe miền Đông cũ, bến xe miền Đông mới và bến xe miền Tây trong 2 ngày 28 và 29 tháng 4 là hơn 100.000 lượt. Để đảm bảo phục vụ cho người dân, đã có gần 1.500 xe được tăng cường. Liên quan đến công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, bên cạnh việc đến các bến xe để phổ biến, tuyên truyền cho các tài xế nhà xe về những hành vi không được vi phạm như đi đúng tuyến đăng ký, chở đúng số người quy định, không chạy quá tốc độ, v.v. Ngay từ 14 giờ hôm nay, lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã được bố trí tại các chốt để hướng dẫn, phân luồng cho các phương tiện người dân được đi lại một cách dễ dàng và an toàn hơn.